Các bạn ạ, môi trường làm việc văn phòng ấy chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Thế nên để tồn tại, để sống được trong cái môi trường khắc nghiệt đấy, chỉ có một chữ duy nhất, đó chính là nhịn. Em vừa được tăng lương xong xuống quá các mẹ ơi, mà chỉ dám xuống thầm. Thân đã lỡ sao vào chốn văn phòng này rồi ý, thì một nụ cười thôi cũng mang họa diệt thân. Thế nên sướng đến mấy mình cũng phải nhịn. No, I am beautiful girl. 가지지 않는 사탕 같은 넌 나를 조급하게 열받게 해 달콤하게 날 약올려 넌 나의 beautiful girl 다른 어떤 여자를 보아도 Thật ra anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Từ ánh mắt em, nụ cười em, cho đến tất cả những cái gì thuộc về em đều khiến trái tim anh say đắm. Anh muốn chúng mình sẽ đi xa hơn, không chỉ dừng lại ở bạn nữa. Em là mẹ gái anh nhé. Mình xin nhá. Cái cuộc đời này nó bất công lắm, nên đôi lúc cái cũng không được thẳng. Một con người mà đẹp trai như mình đi tỏ tình mà còn bị từ chối, loạn hết cả rồi. Nhưng mà mình là con trai thì mình buồn, nhưng mà mình không được khóc. Mình buồn đến mấy thì mình cũng phải nhịn. Có một cái nguyên tắc mà bất di bất dịch ở trong cái cuộc sống này, đó chính là sếp luôn đúng. Thế nên cấm có mà phản kháng, nhịn. Nhịn chính là cái giải pháp an toàn và thiết thực nhất. Lần thứ 10 rồi cậu vẫn chưa làm được điều gì nên ổn. Tôi trả lời cho cậu không phải để nhận những sản phẩm như vậy. Não của cậu không dùng để nghĩ thì dùng vào việc gì hả? Cậu nhìn vào đi! Cậu nhìn sản phẩm của cậu đi! Cậu đã làm gì đây? Hả? Nhìn vào đi! Cậu làm như này là sao? Trả lời cho tôi! Tất cả những gì cậu làm đây! Cậu nhìn đi! Cậu nhìn sản phẩm của cậu đi! Yêu một người đâu có gì là sai. Đến trước hay đến sau đâu có gì là quan trọng. Không yêu thì giả quà tôi về. Chúng tôi thật là còn có loại sếp gì không? Ông quá đáng, quá quát vừa phải thôi. Tôi chịu đủ rồi. Các cô đã bảo rồi, một điều nhịn là chín điều nhục. Tôi nghỉ việc. Nói sai hết rồi. Cái xã hội này một điều nhịn là chín điều nhục. Thế nên mình nghĩ gì, mình thích gì, mình muốn gì thì mình phải thể hiện ra hết ra. Sống là phải sống cho hết mình, sống thật với cảm xúc của mình. Một khi đã bộc lộ thì phải bộc lộ cho tận đỉnh. Thế nên hãy tham gia ngay cuộc thi chạm đỉnh cảm xúc của 4G Viettel để bộc lộ cảm xúc của bạn nha.